Xin chào toàn thể cô chú anh chị đã cùng quay trở lại với kênh mua bán xe cũ chính hãng của nhóm xe cũ Văn Thắng và em là Minh Long. Thì ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu tới cho cô chú anh chị nhìn mình thông tin về chiếc Toyota Veloz, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Hiện tại thì xe đang mang nước sơn màu đen, chất xe đi 55.000 cây anh chị nhé. Giá bán hiện tại đang là 575 triệu đồng, bên em sẽ bao cho anh chị về vấn đề hồ sơ và ra biển số luôn anh chị nha. 575 triệu đồng là con số cuối cùng để anh chị có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc Toyota Veloz trong phân khúc MVP gia đình 7 chỗ rộng rãi thoải mái anh chị, và đã được trang bị khá là nhiều những đồ chơi option. Thì ngay sau đây em cùng mời cô chú anh chị chúng ta đến chi tiết hơn về chiếc xe này nhé. Là một mẫu xe vừa mới ra mắt cách đây khoảng vài năm thôi anh chị. Xe Toyota Veloz đã được nhà Toyota trang bị cho chúng ta rất nhiều những cái option, điển hình như là phần đầu xe. Cô chú anh chị có thể thấy là xe được sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng full LED, tích hợp đèn báo rẽ xi nhan chạy dọc theo phần đèn pha, rất là đẹp mắt anh chị ha. Xe này thì có hai phiên bản anh chị, một là phiên bản top và hai là phiên bản cross. Thì đây là chiếc phiên bản thường anh chị, mặc dù là phiên bản thường thôi nhưng mà anh chị thấy là phần đầu xe này chúng ta vẫn được trang bị những cái đường nẹp chrome sáng bóng rất là đẹp. Dạng đèn chiếu sáng là dạng đèn halogen anh chị nha. Khi mà anh chị di chuyển vào trời mưa hoặc là khu vực có sương thì dạng đèn này nó sẽ tăng cái khả năng phá sương cho anh chị tốt hơn là dạng đèn LED anh chị. Đó cũng là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Lưới tản nhiệt rất là đẹp và đặc trưng của nhà Toyota. Form dáng rất là hầm hố và vuông vức anh chị. Đến với phần mâm cũng như là phần vỏ xe của chiếc xe này, đây là chất xe đi 55.000 cây thì dĩ nhiên nó cũng đã có những cái tình trạng bị hao mòn theo thời gian, nhưng mà vỏ này thì đang là vỏ zin heo xe anh chị ha. Tình trạng mâm thì không hề bị trầy xước và mâm đã được thiết kế với dạng là mâm phay thắng, được sử dụng là hệ thống thắng đĩa anh chị nhé. Đối với chiếc xe này thì đang là một chiếc xe nhập. Năm 2022 là xe Veloz là xe nhập anh chị. Ở thời điểm hiện tại thì anh chị mua xe mới tất cả đều là xe lắp ráp hết anh chị nha. Thì thường những dòng xe nhập nó sẽ mang lại cho anh chị một cái cảm giác cũng như là một cái chất xe nó cứng hơn so với những dòng xe lắp ráp. Đó là một vài chia sẻ mà các anh tài xế anh chia sẻ lại với em Long thôi. Thì em Long chia sẻ lại cho anh chị. Hệ thống gương chiếu hậu có tích hợp đèn báo rẽ xi nhan ở trên gương. Vì là một chiếc xe đã qua sử dụng nên là những phụ kiện như là phim cách nhiệt này, vè che mưa này, ốp chén cửa này, những cái phụ kiện này cũng đã được lắp sẵn ở trên xe, thì cũng giúp cho anh chị tiết kiệm đâu đó một khoản chi phí đáng kể khi mà chúng ta mua những chiếc xe mới anh chị ha. Tình trạng sơn xi ở phía bên ngoài cũng đã được bên em xử lý và làm đẹp lại hết rồi anh chị. Đây là phần vỏ ở phía sau anh chị nè. Đó, tình trạng vỏ thì vẫn đang còn sử dụng rất là tốt anh chị nhé. Mâm thì không hề bị chảy xước. Tháng trước cũng là đĩa và tháng sau cũng là đĩa anh chị. Rồi chúng ta di chuyển tới phần đuôi xe thì Toyota Veloz được thiết kế với một cái dạng đèn ôm từ trái qua phải luôn anh chị. Rất là đẹp, khi mà chúng ta sử dụng phanh thì sẽ tăng cái khả năng cảnh báo cho anh chị. Và hệ thống đèn này đều được sử dụng là hệ thống đèn full LED. Phía sau anh chị sẽ được trang bị thêm là hai cảm biến va chạm ở phía sau anh chị nhé. Camera dè cũng đã có ở trên chiếc xe này rồi anh chị này. Ngoài ra phía trên thì chúng ta sẽ được trang bị thêm đó là vây anten cá mập rất thể thao và có luôn một cái ba ga mui, giúp cho cô chú anh chị có thể để những cái vali, những cái đồ dùng khi mà anh chị có những chuyến đi xa, đi du lịch anh chị nhé. Và một điểm cũng đáng nhắc tới đối với dòng Toyota Veloz đó là mức tiêu hao nhiên liệu anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này rất là tiết kiệm, khối động cơ 1.5 CVT giúp cho anh chị mình sử dụng xe
với một cái cảm giác lái cực kỳ là nhẹ nhàng anh chị. Ở trên tay nắm cửa thì được trang bị thêm cho chúng ta là nút cảm ứng anh chị nha, cảm ứng từ. Anh chị chỉ cần là bọc chìa khóa kế bên người, vuốt một cái là xe có thể là mở ra, vuốt một cái là xe đóng lại anh chị, rất là tiện. Nó không phải là sử dụng bằng nút bấm như là các dòng xe thông thường. Đó, như vậy là về ngoại thất chiếc xe này mang tới cho anh chị một cái cảm giác xe nó rất là hầm hố, nó rất là mạnh mẽ, và đặc biệt thì xe đang mang nước sơn màu đen nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà đang tìm xe màu đen, chiếc xe này sẽ đem lại cho anh chị một cái kiểu dáng cũng như là một cái cảm giác rất là thích thú luôn anh chị. Dạ rồi, em sẽ mời anh chị mình tham quan sơ qua về cái phần nội thất của chiếc xe này. Mặc dù là một chiếc xe đi 55.000 cây nhưng mà cái chất lượng của xe cũng như là những cái chi tiết ở trên xe nó vẫn đang còn rất là mới. Anh chị có thể coi ở trong video này cũng có thể cảm nhận được bộ ghế nỉ zin nguyên bản anh chị nha, nỉ kết hợp với da và có những cái đục lỗ thoáng khí anh chị này. Khi mà anh chị mình sử dụng sẽ rất là mát lưng. Thiết kế ghế là ôm body anh chị, anh chị sẽ có một cảm giác ngồi lái rất là thể thao anh chị ha. Đây, ở trên phần vô lăng anh chị thấy cái tem ni lông không ạ? Tem ni lông vẫn còn luôn anh chị nha. Mặc dù là xe kinh doanh 55.000 cây nhưng mà anh chủ anh đi rất là kỹ anh chị. Những cái chi tiết này cũng còn rất là mới. Chúng ta sẽ được trang bị là các chế độ cung đường này, điều khiển ở trên màn hình giải trí này. Toàn bộ mọi thứ đều được thiết kế ở trên phần vô lăng này hết. Vô lăng này là vô lăng bọc da anh chị nha. Ngoài ra thì cô chú anh chị mình sẽ được trang bị thêm đó là hệ thống đèn pha tự động anh chị. Ở đây cũng là cái tính năng mà em nghĩ rằng sẽ rất là hữu ích cho anh chị. Nhiều khi anh chị di chuyển vào ban đêm anh chị quên bật đèn. Với những chiếc xe mà không có tính năng này thì khi mà anh chị chỉ cần cứ để auto thôi là chúng ta cứ chạy thôi anh chị. Ban ngày thì nó tự tắt và ban đêm thì nó tự bật anh chị nha. 55.000. Bởi vì sao mà em nói mà 55.000 nhưng mà cái đồng hồ hiển thị đang là 43.000. Thì em chia sẻ với anh chị một chút xíu, thì khi mà anh chủ anh mua cái chiếc xe này về, anh chạy được 10.000 thì cái đồng hồ nó bị hư, nên là anh quyết định anh thay luôn. Thì khi mà thay đồng hồ anh chị, tính tới bây giờ là nó 43.000 nha anh chị nha. Nhưng mà chuẩn cái chất xe là 53.000. Đó, thì có sao em Long sẽ chia sẻ vậy để cho cô chú anh chị mình hiểu và không có bị quan ngại về cái vấn đề là tour km anh chị. Thay là thay tại hãng anh chị nha. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với màn hình giải trí. Màn hình giải trí với một cái thiết kế cũng khá là to. Đó, anh chị có thể là xe em đang mở cửa anh chị. Đây, để em tiếp tục. Đó, những cái tính năng chúng ta có thể kết nối Bluetooth, kết nối với điện thoại rất là dễ dàng ở trên cái màn hình này. Ở phía dưới này đang là hệ thống điều hòa này anh chị này. Những chi tiết còn rất là mới luôn anh chị. Chúng ta vặn nha anh chị nha. Đó, đây là độ lạnh và độ nóng này. Đây là cái khả năng quạt gió này, thì em Long sẽ mở nhỏ lại để cho anh chị mình nghe âm thanh nó tốt hơn ha. Ngoài ra thì xe sẽ được trang bị là đèn ổ start stop, rồi có phanh tay điện tử và auto horn. Đây cũng là một cái sự khác biệt cũng như là cải tiến ở trên dòng Veloz này. Ngoài ra thì xe có thêm tính năng đó là sạc không dây anh chị nha. Điện thoại anh chị từ iPhone 8 Plus trở lên thì chúng ta có thể sạc không dây được rồi. Có tính năng sạc không dây thì chúng ta cứ để điện thoại ở đây chúng ta sạc. Chất lượng bộ ghế nó còn rất là tốt luôn anh chị. Đó, rất là đẹp anh chị ha. Đây, phần tắp lô, tắp bi. Rất là mới. Những cái chi tiết cũng còn rất là mới anh chị. Bởi vì là xe đã qua sử dụng nên là chúng ta sẽ được trang bị thêm do anh chủ trước anh trang bị, đó là một cái nẹp chống trời. Có trải sàn simili cho anh chị, có lót sàn cho anh chị luôn nha. Và dĩ nhiên hệ thống cân bằng điện tử cũng sẽ được trang bị ở trên chiếc xe này. Tiếp đến em sẽ mời anh chị mình xem sơ qua đó là cái hàng ghế ngồi ở phía sau. Phía sau thì ngồi rất là rộng rãi và thoải mái anh chị. Toyota Veloz anh chị để ý giúp em khoảng cách từ ghế phía trước lên tới ghế phía sau nó cực kỳ là rộng luôn. Dòng Veloz này thì anh chị ngồi 8 người là thoải mái anh chị nha. Chúng ta có thể hạ hai cái ghế này xuống rồi chúng ta tạo thành một cái mặt phẳng. Khi mà anh chị mình có con hay là em bé ở trong xe, chúng ta muốn dừng lại nghỉ chân, chúng ta có thể mua những cái nệm hơi ở trên Shopee bán rất là nhiều. Anh chị trải ra và anh chị nằm rất là thoải mái anh chị. Những cái ghế này có thể gập xuống anh chị nha. Đây, để em Long gập thử cho anh chị mình coi. Hơi khó một tí xíu anh chị bởi vì em Long đang một tay cầm máy. Anh chị có thể đây, đi vô hàng ghế phía sau.
Hoặc là anh chị có thể để như thế này, gập cái ghế ở phía sau xuống để tạo thành một cái mặt phẳng anh chị ha. Cực kỳ rộng rãi luôn anh chị, nội thất màu đen. Ghế là ghế da pha nỉ anh chị nha, những cái chi tiết này là được sử dụng bằng da. Rất là sạch anh chị, trần vẫn đang là trần zin theo xe luôn anh chị. Trần nỉ zin này, nỉ thì chưa có tình trạng bị sờn và nỉ thì còn rất là mới anh chị. Ngoài ra thì phía sau chúng ta sẽ được trang bị thêm đó là hai cái đốc sạc có bệ tì tay luôn anh chị nha. Rất là đẹp anh chị, một chiếc xe mà nếu như mà trong cái tầm giá 575 triệu bao giấy tờ bao ra tên như thế này thì em nghĩ rằng đây sẽ là một sự lựa chọn hợp lý dành cho cô chú anh chị mình. Bởi vì nếu như mà anh chị mua xe mới ở thời điểm hiện tại, hiện tại em đang quay video này vào tháng 8, xin lỗi anh chị, vào tháng 7 năm 2024, thời điểm hiện tại chưa có công văn là giảm thuế trước bạ anh chị nha, thì anh chị tiết kiệm đâu đó khoảng tầm 130 triệu. Còn nếu như mà anh chị đang chờ và lăn tăn tới cái vấn đề giảm thuế trước bạ ở tháng 8 sắp tới thì ít nhất anh chị cũng giảm được là 100 triệu so với xe mới anh chị. Ngoài ra anh chị sẽ sở hữu cho mình một chiếc xe nhập Indo đời 2022. Thì nếu như để và đặt lên màn cân thì cá nhân em cảm nhận rằng chiếc xe này vẫn sẽ đáp ứng đủ cái nhu cầu sử dụng cho anh chị. Đó, thì anh chị nào đang quan tâm dòng Veloz, đặc biệt yêu thích màu đen và muốn sở hữu chiếc xe Veloz với tầm giá nó hấp dẫn thì có thể liên hệ với nhóm xe cũ Văn Thắng. Bên em sẽ cố gắng hỗ trợ nhất làm sao đó có thể giao tới cho anh chị một chiếc xe nó hoàn chỉnh nhất và một cái giá nó hợp lý nhất anh chị. 575 triệu đồng, bao rút hồ sơ, bao ra tên cho anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi video lần này của em Long. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những chiếc xe đẹp tiếp theo ạ.